thực hiện chủ đề của năm học xây dựng trường mầm non hạnh phúc gắn với nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 xây dựng môi trường xanh sạch an toàn thân thiện. Chiều ngày 17 tháng 5, trường mầm non Sao Đỏ tổ chức lễ tri ân ghi nhận sự trưởng thành cho trẻ khối 5 tuổi. Đến dự buổi lễ có đại diện phòng giáo dục đào tạo thành phố, lãnh đạo phường Sao Đỏ cùng đông đảo cán bộ giáo viên, các bậc phụ huynh và 307 học sinh khối 5 tuổi của trường. Lễ tri ân ghi nhận sự trưởng thành cho trẻ khối 5 tuổi của trường mầm non Sao Đỏ là một chương trình đặc biệt, thật sự ý nghĩa, dành riêng cho trẻ khối 5 tuổi, đánh dấu sự trưởng thành của trẻ khi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Tại buổi lễ, với nhiều nội dung mới, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các bậc phụ huynh, các cô giáo và chính các bé học sinh nhà trường. Mở đầu chương trình, các con được bày tỏ lòng biết ơn cô giáo thông qua hoạt động trải nghiệm, thử tay phác họa chân dung cô giáo. Ở hoạt động này, các bạn nhỏ được thỏa sức tạo hình bức tranh, chân dung cô giáo. Những nét vẽ có thể chưa hoàn chỉnh, nguệch ngoạc nhưng lại thể hiện được tình cảm yêu quý và trân trọng cô giáo của mình. Cũng chính sự phác họa ngây thơ và mới lạ trong cách thể hiện của mỗi bạn đã tạo nên những món quà độc đáo và ý nghĩa dành tặng các cô giáo của mình. Tiếp đó là màn đồng diễn của 307 bạn nhỏ đến từ khối 5 tuổi qua bài hát Vòng tay ba mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Với sự thể hiện hồn nhiên nhưng đong đầy cảm xúc của các bé, thông điệp yêu thương của ca khúc đã được truyền tải trọn vẹn đến mọi người. Với mong muốn đó sẽ là một món quà đặc biệt để dành tặng ba mẹ. Tại buổi lễ, các đại biểu và các bậc phụ huynh còn được thưởng thức chương trình văn nghệ vô cùng đặc sắc do cô và các bé biểu diễn. Trong những trang phục đầy sắc màu, với những gương mặt tươi vui, nhí nhảnh, tự tin, các bé đã đem đến cho phụ huynh nhiều ấn tượng bất ngờ. Mỗi tiết mục như một lời con muốn nói để cảm ơn công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, sự chăm sóc dìu dắt của các cô giáo và tình cảm của các con với mái trường mầm non Sao Đỏ. Phần cuối của buổi lễ, tất cả các bé 5 tuổi đã được nhà trường tặng những món quà ý nghĩa. Đó là những album ảnh ghi lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp trong những năm tháng các con được học tại trường. Qua mỗi hoạt động tại lễ tri ân, ghi nhận sự trưởng thành cho trẻ khối 5 tuổi là những khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành khôn lớn của các con như một cuốn phim tua chậm để phụ huynh được nhìn ngắm lại khoảng thời gian đẹp đẽ của các con suốt những năm tháng học tập tại trường. Giây phút các con thể hiện những kiến thức, kỹ năng của các con được học, tình cảm của các con, tri ân cô giáo và cha mẹ. Tất cả những tình cảm, nỗi nhớ thương lắng đọng được các cô giáo và các con gửi vào từng nét vẽ, từng lời ca, từng câu hát tại buổi lễ.